Chào cả nhà nha. Rất vui khi các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi của Chiếc Lê nha. Hôm nay Chiếc Lê xin chia sẻ với cả nhà về ba cái cách để mình điều trị khi giẫm phải đinh, hay còn gọi là cách trị khi bị đập đinh. Thì như các cô chú anh chị và các bạn đã biết, cái trường hợp mà xui gửi không ai mà giẫm phải đinh, nhất là đinh sét, nếu như mình không có biết cái cách điều trị và xử lý kịp thời thì nó rất là nguy hiểm nha. Thì hôm nay em biết được những gì, em xin chia sẻ lên cả nhà mình cùng tham khảo và áp dụng khi cần thiết nhé. Mong rằng những gì chia sẻ hôm nay của em sẽ đem lại cho cả nhà nhiều điều hữu ích. Thì trước khi chia sẻ về ba cách làm này thì em cũng xin chúc cả nhà luôn luôn được dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên những người thân yêu của mình nha. Công việc mua bán thì mua may bán đắt, làm ăn phát tài, mọi sự được vạn sự như ý nha. Cả nhà vô xem thì nếu thấy video em chia sẻ hay, hữu ích thì đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh nha, để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều cái video hay và ý nghĩa hơn nữa nhé. Em xin chân thành cảm ơn. Thì giờ em xin chia sẻ cái cách làm như sau. Thì theo cái cách trị dân gian thì hầu như là cái trường hợp là khi mà không ai giẫm phải đinh sét là có một số bà con thì nặng máu ra cái chỗ mà cái vết mà giẫm phải đinh, nặng máu ra rồi dùng cây búa đập vô trong cái chỗ cái vết bị đập đinh đó, nam thất nữ cửu, thì người nam thì đập vô 7 búa, người nữ thì đập vô là 9 búa. Thứ nhất là cho máu nó ra, dưới thứ hai là ngừa về sau nha, ngừa bệnh về sau để cho nó an toàn. Thì hôm nay em biết được những gì, em xin chia sẻ thêm với cả nhà mình cùng tham khảo nha. Thì với cái cách chia sẻ đầu tiên của em hôm nay thì em dùng cái lá lứt nha. Giờ em quay cho gõ mặt cái cây thuốc cho cả nhà mình xem nha. Trường hợp bà con nào không gõ về cái mặt cây thuốc có tên cây lứt này thì xem cho gõ mặt cây thuốc, để khi mình có cần thiết thì mình áp dụng mình biết mặt cây thuốc cho gõ hơn nha. Giờ em quay gõ mặt cây thuốc cho cả nhà xem nha. Đây, cây này có tên gọi là cây lứt đấy cả nhà. Bà con nào không biết thì gõ mặt về cây thuốc thì mình nhìn xem như đây cho gõ nha. Để khi mình áp dụng hoặc là gặp ai mà có trường hợp mà như trên thì mình chia sẻ chỉ người ta làm phước nhé. Đây, cái nhánh bên đây thì nó đã có bông rồi. Đây có một số bà con chắc có cây lứt này là quá quen thuộc nha. Giờ em bẻ một cái nhánh lứt này vô, em chia sẻ cho cả nhà rõ hơn. Sau khi mình tìm được cái cây thuốc có tên là cây lứt như vậy, thì trường hợp mà người nam đạp đinh á, thì mình áp dụng theo cái phương thức dân gian thì nam thất nữ cửu. Thì người nam thì mình dùng 7 cái lá lứt gì nha cả nhà, còn người nữ thì mình dùng 9 lá nha. Sau đó mình rửa sạch, mình bỏ vô một ít muối hột. Trường hợp mà không có muối hột thì mình bỏ iốt, muối iốt cũng được nha cả nhà, một lượng vừa đủ thôi. Thì sau đó mình đâm ra, rồi cái chỗ mà cái vết mà bị đập đinh đó mình rửa sạch. Mình dùng cái chai cồn mình vệ sinh, mình nặn máu ra hết, mình vệ sinh đó, rồi mình đắp cái thuốc này vô nha. Nó rút nọc rất là nhanh, nó vô nó rút là mình cảm giác mình nghe mình biết luôn đó cả nhà, rút nghe bực bực luôn, nó rất là hay nha. Còn cái trường hợp mà bà con nào mà có bị trường hợp mà bị mụn nhọt á thì mình cũng áp dụng theo dùng cái phương thức là dùng lá lứt như vậy nha, cũng nam thất nữ cửu.
Cái trường hợp mà bị em cái này là em chia sẻ thêm nha, trường hợp mà bị mụn nhọt thì mình khử khử cái mài mụn nhọt trên ra, thì nếu mà người nam thì mình dùng cũng bẻ 7 lá như vậy, người nữ thì dùng 9 lá. Sau đó mình bỏ vô một ít muối cục hoặc là muối hột, rồi mình đâm ra rồi mình đắp lên chỗ đó nha, từ giấc chiều cho tới sáng là nó sẽ sẹp nha, nó rất là hay và hiệu quả nha. Đó là cách thứ nhất. Còn giờ em xin chia sẻ về cái cách thứ hai. Thì cái cách thứ hai thì mình dùng cái cho lò nha, cái cho lò. Sau đó mình bỏ vô một lượng dầu máy. Giờ em quay gọi cho cả nhà xem nha. Với cái cách làm thứ hai thì mình dùng cái cho lò nha cả nhà. Ở đây thì em làm hơi gấp thì em dùng tay em hút luôn nha. Mong cả nhà xem cũng thông cảm nha. Đây, em dùng cái cho lò. Và sau đó thì em chế dầu 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 máy vô nha cả nhà. Đây, em trộn đều lên với nhau như vậy đây. Thì với cái cách hai thì sau khi mình lấy cái cho lò như vậy đây, rồi mình chế một ít dầu máy vô. Sau đó là mình để cho mình trộn cho nó đều lên gì nha cả nhà. Rồi mình quẹt ống quẹt lên. Thì bà con mình khi có dùng cái trường hợp này thì mình dùng cái tô hoặc là cái chén bằng miễn nha, bằng sành để mình quên cái mình lấy cái chén bằng muỗng cái nó quéo nha. Rồi sau đó thì thí dụ như trường hợp mà mình đạp đinh ở dưới giò anh gì thì mình kê lên cao về nha cả nhà, mình kê mình xông khói, mình kê lên mình xông khói như vậy đây, thì mình xông khoảng 30 phút nha, để cho nó rút những cái chất độc ở trong cái chỗ mà vết mà bị đập đinh. Thì em chia sẻ để làm mô tả cho cả nhà xem nha. Trường hợp này gió thì nó hơi đàn ra, ví dụ mình làm thì ở chỗ cho nó đừng có gió nha, cho cái khói nó lên để cho nó ngay cái chỗ giò mình nha. Đây cả nhà, trường hợp mình xông khói như vậy đây, đây là một cái cách thứ hai nha. Sau khi mình làm về cái cách hai thì mình dùng cái cho lò và cái dầu dầu máy, dầu chạy máy đó cả nhà. Thì mình dùng cái ống quẹt mình đốt lên, mình xông xông khói khoảng 30 phút nha cả nhà, để cho nó rút những cái chất độc đó ra và nó sẽ khỏe nha, là nó an toàn. Còn về cái cách 3, cách 3 thì mình dùng củ gừng nha, mình được gừng trồng ở nhà thì nó rất là tốt. Còn trường hợp củ gừng ở nhà mình không có trồng thì mình mua ngoài chợ cũng được. Thì trường hợp củ gừng thì mình dùng khoảng 40 gram nha, rồi sau đó mình rửa sạch rồi mình sắc lát lát ra, mình bỏ vô một lượng muối, trường hợp muối cục không có thì mình bỏ vô một lượng muối iốt nha. Đó, rồi mình đâm ra ngay cái chỗ vết mà bị đập đinh, dẫm phải đinh đó, thì mình cũng rửa sạch và mình nặn máu ra nha, mình dùng cái chai cồn mình vệ sinh. Rồi sau đó mình vừa cái gừng với hỗn hợp gừng với muối này mình đâm ra đó, rồi mình dùng miếng vải mình để vô gừng bó lại cái chỗ đó nha. Thì mới ban đầu thì nó cảm giác nó hơi gắt nha cả nhà, rồi sau khoảng cả 5 phút bắt đầu nó lạnh dần 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 là nó rút nọc rất là nhanh nha, nó rút cái hút những cái chất sét chất độc rất là nhanh. Thì trường hợp này là em chia sẻ theo cái cách để mình điều trị tại nhà. Còn cái trường hợp mà nếu sợ quá thì mình đi tới bệnh viện thì nó càng an toàn hơn nha. Thì hôm nay em biết bấy nhiêu thì em xin chia sẻ bấy nhiêu nha. Mong đem lại cho cả nhà nhiều điều hữu ích và áp dụng khi cần thiết nhé. Giờ hôm nay em xin chia sẻ tới đây. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.
Nếu các cô chú anh chị và các bạn thấy cái video em chia sẻ hay, hữu ích thì đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Em xin chân thành cảm ơn. Giờ em xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha.